Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể tạo một blog làm tiếp thị liên kết với chiến dịch tài chính trong AssetTrade. Đối với những bạn mà không chuyên về lập trình thì các bạn vẫn có thể tự tạo website bằng nền tảng Blogger hoặc là WordPress. Tại vì đây là hai cái nền tảng phổ biến và dễ sử dụng nhất. Thì video hôm nay thì mình sẽ tập trung vào chiến dịch tài chính. Các cái chiến dịch khác thì các bạn cũng có thể tạo một cái blog tương tự như vậy. Và khi các bạn đã lựa chọn một chiến dịch á, thì các bạn phải tập trung chạy chiến dịch đó nhé. Mình thì chủ yếu là mình chạy chiến dịch tài chính tại vì nhu cầu vay vốn là một nhu cầu mình thấy là không bao giờ chết. Cái nhu cầu vay vốn thì càng ngày càng tăng cao. Và vì nhu cầu lớn cho nên đó là cơ hội để mình có thể kiếm tiền. Các bạn không thích chạy chiến dịch tài chính thì có thể lựa chọn các chiến dịch khác, ví dụ như D2C chẳng hạn. Đó, hoặc là các chiến dịch thương mại điện tử. Tuy nhiên thì khi xác định làm thì các bạn cần phải làm lâu dài nhé. Chứ không phải là làm một vài hôm thì không thấy kết quả, các bạn đã nản rồi. Thì như vậy các bạn sẽ không kiếm tiền bền vững được với tiếp thị liên kết đâu. Nhiều bạn thắc mắc với mình là blog và website nó khác nhau như thế nào. Về bản chất thì blog và website cơ bản là như nhau nhé. Chỉ có cái tên gọi là khác nhau thôi. Blog thì thể hiện một cái quan điểm cá nhân hơn. Đây, ví dụ như đây là cái blog của mình này. Đây là một cái blog của mình. Đây cũng gọi là một cái website luôn. Tuy nhiên thì trong này mình thể hiện cái quan điểm cá nhân của mình hơn, cho nên là gọi là blog. Còn những cái trang lớn, ví dụ như là báo chí này, thì thường thường gọi là website. Những cái trang lớn của báo chí hoặc là của doanh nghiệp thì thường thường gọi là website nhé. Tức là nhiều người quản lý, nhiều người viết bài trên đó thì mình thường gọi là website. Đó. Thì thực ra mình gọi là blog hay website đều được, nhưng mà blog thì hướng về cá nhân hơn. Thì cách làm blog đối với người không biết lập trình thì chúng ta sẽ làm trên hai nền tảng, đó là nền tảng Blogspot hay còn gọi là Blogger hoặc là nền tảng WordPress nhé. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm blog tài chính dựa trên nền tảng Blogger, còn cách làm web trên nền tảng WordPress thì mình sẽ làm video khác nhé. Mình sẽ làm video khác cho các bạn. Bạn nào mà thích làm WordPress thì đợi video sau của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm ở trên nền tảng Blogger. Thì mỗi nền tảng có một ưu điểm riêng. Đây là cái nền tảng Blogger này. Đây là một cái nền tảng Blogger nhé. Còn đây là một cái website dựa trên nền tảng WordPress này. Đó. Thì mỗi nền tảng có một ưu điểm riêng biệt khác nhau nhé. Ví dụ Blogger là của Google, cho nên là luôn được Google ưu tiên. Đây là website tạo trên nền tảng Blogspot này. Đó. Blogspot hay còn gọi là Blogger nhé. Thì Blogger nó như là con cháu của Google vậy đó. Đó, còn WordPress là cái này. WordPress thì giống như là bạn của Google thôi, còn Blogger mới là của Google. Đó, cho nên là khi các bạn làm website bằng Blogger thì các bạn cũng có được nhiều ưu tiên từ Google. Đó, ví dụ khi các bạn làm Blogger thì các bạn sẽ không cần mua tên miền và hosting nhé. Rất có lợi cho những bạn mới tham gia kiếm tiền với tiếp thị liên kết. Các bạn sẽ hạn chế được tình trạng bị chặn link ở trên Facebook. Đó, thì tiền đây mình cũng nói luôn cái lý do các bạn bị Facebook khóa tài khoản khi đăng bài lên các hội nhóm. Đó là thông thường khi bạn lấy link ở AssetTrade á, các bạn lấy link AssetTrade các bạn đăng lên á, nhưng do link của AssetTrade có quá nhiều người đăng, tức là cùng một tên miền mà quá nhiều người đăng thì Facebook sẽ cho là các bạn spam link nhé. Đó, cho nên là Facebook sẽ chặn link của các bạn. Còn khi các bạn làm website thì chỉ có bạn sở hữu cái tên miền này thôi, cho nên là các bạn sẽ hạn chế được cái tình trạng bị chặn link nhé. Thì hồi nãy là mình có nói về ưu điểm của Blogger. Tuy nhiên cái nhược điểm của Blogger đó là cái địa chỉ tên miền tuy là miễn phí nhưng mà mặc định nó sẽ có cái đuôi blogspot.com nhé. Đây là cái website Blogspot này. Thì các bạn thấy nhé, ở đây nó có đuôi blogspot.com này. Đó, nó có chữ Blogspot này. Thì để mà khắc phục cái đuôi này thì các bạn có thể mua tên miền để trở về nhé. Các bạn có thể mua tên miền, sau đó thì trở về cái trang blog này. Tức là ví dụ như các bạn có thể mua cái tên miền vayonlineis này .com này. Các bạn có thể mua tên miền đó, các bạn sẽ trở về cái trang web này. Là mình sẽ mất cái chữ blogspot này nhé. Còn nếu không thì các bạn có thể để như vậy cũng được. Các bạn có thể để vậy cũng được, không sao cả. Cái phí mua tên miền thì tầm trên dưới 200 ngàn á. Và khi các bạn mua tên miền thì nhà cung cấp họ sẽ trở tên miền về website các bạn luôn nhé, về blog các bạn luôn. Các bạn sẽ không cần lo phải làm như thế nào. Cái link mua tên miền thì mình sẽ để dưới mô tả video cho các bạn nhé. Đó, để mua tên miền thì các bạn sẽ vào cái trang web iNet nhé. Đó, thì mình sẽ để link đăng ký tên miền ở dưới mô tả video. Đây,
Các bạn mua tên miền gì các bạn có thể vào đây để kiểm tra là được. Ví dụ như vay tiền online, tên miền thì viết liền nhé, vay tiền online chẳng hạn. Những cái tên miền này đã được đăng ký rồi này. Các bạn sẽ kiểm tra những cái tên miền nào mà chưa có người đăng ký thì các bạn sẽ mua nhé. Toàn là có người đăng ký hết rồi. Rồi thì cách mua tên miền thì mình sẽ làm video hướng dẫn sau nhé. Khi các bạn mua tên miền thì bên nhà cung cấp người ta sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Các bạn không cần phải lo đâu. Video khác thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể mua tên miền và trỏ tên miền về Blogspot nhé. Thì tên miền nó như là một cái địa chỉ nhà các bạn vậy đó. Mỗi blog sẽ có một cái tên miền riêng, không ai trùng ai cả nhé. Và hosting chính là cái mảnh đất của ngôi nhà. Đó làm bằng Blogspot thì không cần mua tên miền, không cần mua hosting nhé. Đó. Còn làm WordPress thì các bạn phải mua. Rồi thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể tạo một cái blog tiếp thị liên kết với chiến dịch tài chính trong AssetTrade. Đây, ví dụ đây là cái website của mình này. Website này thì mình cũng mới tạo thôi. Thì đây là một cái website về tin tức tài chính này, các bạn có thể thấy này. Ở đây mình đang làm dịch vụ vay tiền online này, thì mình sẽ để cái logo là vay tiền online, nhanh chóng uy tín. Ở đây là cái khung này là cái khung để mình đặt banner quảng cáo nha. Hiện tại thì mình chưa để quảng cáo nên nó hiện ra như vậy, các bạn có thể tắt đi hoặc để vậy cũng được. Rồi dưới này là các cái thân menu này, đó, thân menu này, trang chủ này, vay tiền nhân này. Trong vay tiền nhân thì có vay tiền trong ngày này, đó, vay theo bảng lương. Và online uy tín, ứng dụng vay tiền. Vay tiền trong ngày thì gồm có vay theo SIM, vay theo chứng minh nhân, vay theo cà vẹt xe. Đó. Mở thẻ online thì mình sẽ có mở thẻ ATM online, mở thẻ tín dụng, cầm đồ online này, rồi mẹo vay tiền lãi suất 0%. Đó. Thì mình sẽ liệt kê những cái ứng dụng hay là những cái trang web nào mà cho vay lãi suất 0% trong lần vay đầu thì mình sẽ liệt kê vào đây. Đó. Ở trên cái thân menu này thì mình đã tối ưu nó rồi, tức là mình đã tối ưu cái menu rồi, đó là chuyển sale rồi nhé. Cái thân menu này là mình tối ưu những cái danh mục này là chuyển sale rồi. Các bạn có thể làm theo như mình nhé, không cần phải thay đổi đâu. Tiếp theo đây là các cái liên kết mạng xã hội nhé. Ví dụ khi cái ràng nhấp vào cái Facebook này, thì nó sẽ nhảy sang Facebook của mình này. Đây, nhảy sang Facebook của mình nhé. Đó. Hoặc là các bạn có tài khoản Twitter hay là Instagram, các bạn có thể liên kết vào đây nhé. Đó, ví dụ như vậy. Tiếp theo là nó sẽ hiện ra hai cái bài đăng mới nhất này. Đó. Bài đăng mới nhất thì nó sẽ hiện ra ở đây. Đó. Tiếp theo đây cũng là cái banner nhé. Banner quảng cáo này, các bạn có thể tắt cái này đi cũng được. Hiện tại thì mình chưa bật quảng cáo được, cho nên là mình sẽ tắt cái này đi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Rồi tiếp theo là top ứng dụng vay tiền online uy tín này. Đó. Ví dụ ở đây mình liệt kê ra những cái ứng dụng vay tiền online này, ví dụ như MBBank này, rồi vay tiền on credit, Tamo, Moneycard, Robocash, Rotterdam. Các bạn sẽ để những cái chiến dịch phổ biến ở trên này nhé. Thì khi các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái bài viết này. Đó. Bài viết hướng dẫn vay tiền MBBank này. Cái nút cài đặt ứng dụng này các bạn có thể bỏ sang đây. Ở đây mình chưa có chỉnh sửa này. Các bạn hướng dẫn người ta vay tiền này, trong này mình có để video hướng dẫn này. Đó. Các bạn viết một cái bài hoàn chỉnh này, sau đó các bạn sẽ đặt cái nút đăng ký này, ví dụ nhấn vào cài đặt này. Thì nó sẽ hiện ra cái ứng dụng mời bên nhé. Và khi mà họ nhấn đăng ký và cài đặt thành công thì mình sẽ có hồng. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, đó, hoặc là OnGrid, Tamo thì vân vân, nó tương tự như vậy nhé. Rồi dưới đây là các cái bài đăng gần đây, các bạn mới đăng bài nào thì nó sẽ hiện ra ở đây. Đó, kéo xuống như này, đây là phần chân trang nhé. Chân trang thì sẽ có logo này, giới thiệu qua về dịch vụ vay tiền này. Đó. Rồi đây có các chuyên mục này, rồi tìm kiếm này, các bạn có thể tìm kiếm một cái từ khóa nào đó trên blog này, sau đó nhấn tìm kiếm này. Rồi đây là những cái bài viết hữu ích này, những cái này mình có thể cài nhé. Rồi đây là cái phần chân trang. Đó. Khách hàng có thể nhấp vào đây thì nó sẽ điều hướng ra những cái bài viết ở trên này. Đó.
Còn đây là cái bản quyền của bên nhà cung cấp nha. Thì cái bản quyền này các bạn giữ nguyên nhé, các bạn không cần thay đổi đâu. Thay đổi thì nó khá là phức tạp nhé, mình không rành về code cho nên là mình không thể thay đổi được. Đó, các bạn cứ để giữ nguyên như vậy đi, nó cũng không ảnh hưởng gì đến website của mình hết. Đó, đó ví như cái thằng nhấp vào vay không lãi suất này. Đó, ở đây mình do mình chưa cài đặt nhé, lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt. Tức là mình sẽ để các cái đường link vào đây thôi, không có gì phức tạp đâu. Đó. Rồi còn các cái phần bên này, ở đây cũng là ô tìm kiếm này, còn là liên kết với chúng tôi này. Ví dụ nhấn vào Facebook thì nó sẽ ra Facebook của mình. Rồi hướng dẫn vay tiền theo SIM này, bài đăng phổ biến này. Rồi theo dõi chúng tôi, nếu như mình có video hướng dẫn cách vay tiền thì mình sẽ bỏ vào đây. Đó, ở đây là Facebook này. Đây, đây là Facebook của mình cũng để vào đây luôn. Thì những cái này các bạn có thể thay đổi được nhé, các bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin của các bạn nhé. Đó. Thì bây giờ mình sẽ định hướng cho bạn khi các bạn làm website tài chính nhé. À, thì ban đầu khi các bạn mới làm blog á, thì các bạn chưa biết cách SEO, thì các bạn sẽ đăng những cái bài viết lên blog. Đây, các bạn sẽ đăng những cái bài viết tương tự như mình ở đây. Sau đó các bạn sẽ chèn link affiliate của mình vào, chèn link affiliate của mình vào những cái nút đăng ký này. Đó. Sau đó các bạn sẽ copy cái bài viết này, copy cái đường link của bài viết này và đăng lên Facebook, đăng lên các hội nhóm ở trên Facebook á. Nếu mà đăng bài lên Facebook thì các bạn chỉ cần viết những cái bài ngắn gọn, súc tích và thuyết phục, làm sao để khi khách hàng nhấp vào link đọc bài viết thì họ có thể nhấn nút đăng ký ngay nhé. Đây, viết ngắn gọn thôi. Bài này mình viết rất là ngắn gọn này. Tức là nếu các bạn đăng bài lên Facebook á, thì các bạn chỉ cần viết ngắn gọn thôi. Còn nếu các bạn muốn SEO á, các bạn đã xác định SEO bài viết này á, thì các bạn sẽ viết cho mình thật là dài nhé. Nó khác nhau nhé. Nếu mà đăng lên Facebook thì các bạn viết ngắn gọn thôi. Còn nếu mà viết để mà sale á, thì các bạn viết dài cho mình, viết thật dài, dài hơn cả đối thủ nhé. Ví dụ khi bạn đăng cái link này lên Facebook này và có người nhấp vào cái đường link này đăng ký này, đó, click Accept Trade này. Đó, thì ví dụ khi khách hàng điền họ tên, số điện thoại, email, nhấn đăng ký, làm các bước tiếp theo, hoàn tất hồ sơ thì bạn sẽ nhận được hoa hồng. Đó, ví dụ như vậy nhé. Và khi nào mà các bạn đã có thu nhập về Asset Trade rồi, các bạn có thể tập trung học SEO nhé. SEO có nghĩa là khi khách hàng gõ một cái từ khóa nào đó trên Google thì website của bạn đứng một trong những vị trí đầu tiên ở trên Google thì đó gọi là SEO nhé. Rồi thì khi mà blog của bạn có lượng truy cập rồi á, các bạn sẽ có được 3 nguồn thu nhập. Ở đây là mình chỉ liệt kê ra 3 nguồn thu nhập chính thôi, còn có rất là nhiều nguồn thu nhập nữa, mình sẽ nói sau. Ví như thu nhập từ quảng cáo nhé. Khi các bạn được bật quảng cáo rồi á, thì các bạn sẽ cài đặt những cái banner quảng cáo ở đây này. Đó, những cái mã code quảng cáo ở đây, hoặc là các bạn có thể cài đặt mã code quảng cáo trên sidebar này, hoặc là trong các bài viết nhé. Đây giống như website của mình này. Mình sẽ vào website của mình nhé. Đây là đây cũng là quảng cáo này. Đây. Ví dụ như ở bên sidebar mình cài đặt quảng cáo này, mình sẽ nhúng quảng cáo vào website của mình. Đây, ví dụ đây cũng là quảng cáo này. Thì tùy vào từng quảng cáo nhé. Có loại quảng cáo thì người ta click chuột thì mình có hồng. Còn có loại quảng cáo thì người ta chỉ cần xem thôi, nó chỉ cần hiển thị ở đây các bạn cũng có hồng rồi. Đó. Rất là dễ đúng không? Kiếm tiền từ quảng cáo rất là dễ thôi. Thì cái website này của mình á, mình bật quảng cáo không có khó. Cái website này mình chỉ đăng khoảng tầm hơn 30 bài viết là được bật quảng cáo rồi. Tuy nhiên là những cái bài viết ở đây là các bạn phải tự viết nhé, các bạn không copy nhé. Các bạn copy thì Google sẽ không cho các bạn cài đặt quảng cáo đâu. Khi mà website các bạn có nhiều lượng truy cập rồi thì chắc chắn cái nguồn thu nhập từ quảng cáo sẽ rất lớn nhé. Chủ yếu là các bạn có kiên trì viết bài hay không thôi. Còn cái nguồn thu nhập thứ hai là nguồn thu nhập từ Affiliate Marketing đó. Đó, ví như khách hàng nhấp vào ở đây vay tiền này. Thì khi mà khách hàng vào website của bạn đọc những cái bài viết hướng dẫn, họ làm theo bạn, đăng ký theo đường link của bạn thì các bạn sẽ nhận được hồng. Đó. Ở đây thì mình cũng nói luôn để các bạn hiểu đó là khi bạn kiếm tiền với tiếp thị liên kết á, thì không phải là chỉ ngày 1, ngày 2 là các bạn đã có thu nhập được đâu nhé. Các bạn cần phải có thời gian. Ban đầu các bạn có thể kiếm tiền bằng cách là copy và dán lên Facebook. Nhưng mà cái cách làm này thì như vậy nó sẽ tốn công của bạn nhé. Ngày nào các bạn cũng phải đăng bài hết. Còn nếu các bạn làm blog thật tốt, các bạn sẽ có được nguồn thu nhập thụ động về sau.
Đó. Khách hàng sẽ tự động vào website của bạn đăng ký thôi, các bạn không cần phải mời mọc ai hết. À, còn một cái thu nhập nữa đó là ngoài kiếm tiền vào affiliate và kiếm tiền từ quảng cáo thì bạn có thể kiếm tiền bằng cách là cho đặt các cái banner quảng cáo, cho đặt các cái banner quảng cáo trong website của mình. Mình ví dụ nha, thay vì các bạn đặt banner quảng cáo của Google thì các bạn có thể đặt banner quảng cáo của các cái công ty chẳng hạn. Các cái công ty người ta có banner quảng cáo, người ta sẽ nhờ đặt vào cái website của bạn á. Nếu mà lượng truy cập vào website của bạn lớn nhá, đủ lớn thì người ta mới đặt quảng cáo, người ta sẽ liên hệ các bạn đặt quảng cáo. Thì các bạn làm website, các bạn phải biết một điều đó là website của bạn không thể nào mà có thu nhập ngay đâu nhé. Nó phải cần có thời gian, và chỉ có ai kiên trì thì mới có thể kiếm tiền vào lĩnh vực này thôi. Đó là sự thật khi kiếm tiền với tiếp thị liên kết nhé. Đây thì đây là cái blog tài chính của mình, hồi nãy mình có nói sơ qua rồi đó. Đây, những cái phần menu này thì mình đã tùy chỉnh rồi, những cái từ khóa quan trọng thì mình đã đặt trong phần menu rồi đó, cho nên là nó khá chuẩn SEO rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể làm một cái blog tương tự như vậy nhé. Các bạn xem video này xong thì chắc chắn là các bạn sẽ làm được một cái blog như mình đây. Các bạn có thể tải cái file gốc về chỉnh sửa như video mình hướng dẫn nhé. Thì nó sẽ ra cái giao diện như vậy. Còn nếu mà một số bạn chưa làm web bao giờ thì các bạn có thể để ý, các bạn để ý làm theo hướng dẫn thì sẽ làm được thôi. Nó hơi mất thời gian nhưng mà miễn phí hoàn toàn nhé. Không tốn tên miền, không tốn hosting, không tốn tiền mua giao diện. Bạn nào mà thích free hoàn toàn thì có thể làm theo cách mình chỉ nhé. Còn nếu các bạn muốn có ngay một cái blog để kiếm tiền với AdSense thì các bạn có thể inbox vào Facebook hoặc là trên Zalo của mình, thì mình sẽ gửi file mà mình đã chỉnh sửa sẵn cho bạn. Đó. Tức là file mà mình đã hoàn thành như mình đây. Còn nếu file gốc thì nó sẽ có giao diện tiếng Anh nhé. Đây. Đây là cái file gốc này. Cái file gốc thì nó sẽ có giao diện tiếng Anh nhé. Và các cái liên kết mặc định của nhà cung cấp. Đây là những cái liên kết mặc định của nhà cung cấp này. Bạn nào mà không muốn tốn thời gian chỉnh sửa thì inbox mình sẽ gửi file đã chỉnh sửa các bạn nhé. Tuy nhiên nếu các bạn lấy cái file mà mình đã chỉnh sửa thì mình sẽ không gửi free nhé. Cái file đó mình sẽ gửi nhưng mà có phí nhé. Phí thì không nhiều đâu, chỉ bằng một bữa nhậu của bạn thôi. Thì đây là chi phí cái công mình chỉnh sửa web và cái công mà mình sẽ hỗ trợ các bạn nếu các bạn cần nhé. Các bạn gặp khó khăn thì các bạn có thể inbox mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể tạo một cái trang blog tài chính như mình đây. Thì đây là một cái trang blog tài chính. Còn các bạn có thể làm những chiến dịch khác tương tự như vậy nhé. Các bạn có thể làm một cái blog chiến dịch về D2C, nó cũng tương tự như vậy nhé. Các bạn có thể vào cái phần xem giao diện ở trên blog của mình nhé. Ở đây có một số mẫu này, mình đã để mẫu sẵn ở trong này rồi. D2C các bạn có thể vào đây tham khảo những cái mẫu trong này rất là đẹp nhé. Thì mình sẽ nói sau. Các bạn có thể vào đây tham khảo trước nhé. Vào website của mình này, chọn cái phần giao diện blog này. Rồi xem mẫu giao diện ở đây nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể tạo một cái trang blog tài chính tương tự như mình đây nhé. Đây, có những chiến dịch này, có các cái menu tài chính này.